Zombie Apocalypse. Chào tất cả các anh em đã đến với kênh của mình nha. Và mình là Gấu. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm chuỗi nhiệm vụ daily. Cái series này là cái series 50 ngày nhiệm vụ liên tục daily nha. Nhiệm vụ daily là nhiệm vụ hàng ngày đó anh em. Nó sẽ cho anh em một số amber cũng như là mở khóa skin tia sát. Và nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ là nhiệm vụ sinh tồn tại đảo Kano nha. Anh em phải đặt chân xuống dưới đất thì nó mới tính nha anh em. Còn khi mà anh em ở trên không hoặc là không, nói chung là anh em mà không đặt chân xuống đất thì nó sẽ không tính nha. Anh em nó mới làm nhiệm vụ bên này xong này. Nó chèo thú bên này rất là nhiều. Anh em qua đây thì nhớ đem theo thú qua để bảo vệ mình nha. Chứ bên này là toàn thú ăn thịt không à. Rất là nguy hiểm nha. Đây, anh em có thể thấy này. Nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ là 30 phút sinh tồn ở đây. Và nhiệm vụ daily nó sẽ mở khóa skin tê xác cũng như là cho anh em một số amber nha. Mình làm được 17 ngày rồi nè anh em. Và hôm nay sẽ là ngày thứ 18 của mình. Đây, tranh thủ xài mấy cái này. Xài mấy cái này trốn vào đó cũng được cho vui anh em. Đứng không chả biết làm gì. Nhiệm vụ daily của ngày hôm nay thì anh em nào mà có thú ấy, thú bảo vệ được ấy. Cỡ như là mấy con thú mà nói chung là bảo kê anh em được ở bên đảo này ấy, thì sinh tồn nó dễ, chứ mà không có thì qua đây nó rất là khó nha anh em. Vì bên này là toàn thú ăn thịt không à. Nó đánh nhau liên tục bên này. Bên này là nó đông lắm. Server mình thì anh em nó thả thú hoang bên này nó farm level ấy. Nên thú bên này nó ít. Chứ nhiều server nó không có thú hoang. Ở bên này là chợ thú bên này nó rất là đông nha. Bên này anh em chạy là kiểu gì cũng sẽ thấy thú ăn thịt cả. Đây thì mình xay mấy cái này ra. Rồi mình trốn không đó. Rồi, ba cái đủ rồi, xây thêm cái cổng này này mà. Chỉ cái cửa để có cái mà vô. Nhiệm vụ ngày hôm nay thì chỉ là sinh tồn 30 phút tại đây thôi nè, cũng khá là đơn giản. Anh em nào mà không có thú ăn thịt thì cứ canh vừa đánh vừa chạy thôi. Anh em nào có thú ăn thịt ấy thì treo nó dễ dàng hơn, mình cứ đứng bên cạnh con thú của mình thôi. Còn không có thì mình phải tự canh, mình phải tự nhiên. Rồi. Chui đặt cái toilet ra xong rồi mình treo đó thôi nè, treo đó đi coi phim thôi. Hết 30 phút rồi vào. Đấy. Treo đây rồi hết 30 phút rồi vào thôi nè. Đấy. Rồi, hết 30 phút rồi mình vào thôi nè. Bây giờ mình treo đây thôi. Nhiệm vụ ai tranh thủ treo thì request cái con chim về chứ. Đấy, tí tự sát về cũng được anh em. Đây, anh em muốn treo ấy thì này, như anh em nhìn thấy này. Mấy thành viên trong server mình ấy thì nó treo là nó để con Gigan ở đây, rồi nó đứng ở dưới chân này. Nó AFK thôi, nó làm việc khác. Đấy, như mình thì mình không có thú ăn thịt bên này, mình chỉ có mẫu Griffin à. Nên chắc mình chui vào trong này mình nấp à. Nào, sau nhiệm vụ mình lại ra thôi. Đấy. Đấy, mình trốn này tầm 30 phút thôi anh em. Trốn trong nhà nó vẫn tính mà, vẫn tính thời gian mà. Cả hết 30 phút mình lại ra. Nhiệm vụ ngày hôm nay thì nó cũng khá là đơn giản anh em, chỉ có như vậy thôi. Chỉ là sinh tồn 30 phút tại đảo Kano thôi. Thứ ba tuần này không phải thứ ba. À, chính xác là thứ tư anh em. Thứ tư này thì bắt đầu có sự kiện Giáng sinh đó nha anh em. Anh em nào mà chơi server online thì chuẩn bị X10 đồ các kiểu để ta mê thuốc bảy màu nha. Đây, vào đây trốn thôi. Đây, bây giờ mình bắt đầu treo nha anh em. Hẹn gặp lại anh em sau 20. Cái này chắc không phải tầm 20 phút nữa. 20 phút nữa thì mình lại tiếp tục. Bây giờ mình xin treo nha. Bởi vì video dài quá thì cũng không có gì làm ở trong video này, là chỉ video này chủ yếu là treo thôi. Này mình xin phép treo tại đây tí nữa rồi mình lại tiếp tục cho anh em xem là mình nhận được bao nhiêu amber trong nhiệm vụ ngày hôm nay nha. Và tiếp tục nào anh em ơi. Treo một hồi thì gần xong nhiệm vụ rồi này. Coi hết tập one pick thì cũng gần xong nhiệm vụ luôn. Bây giờ mình ra mình đi vòng vòng nữa rồi kết thúc nhiệm vụ thôi anh em à.
Nhiệm vụ này thì còn chắc vài phút nữa là xong rồi này. À, tranh thủ phá cái nhà gỗ chứ. Nhiệm vụ ngày hôm nay khá là đơn giản đây này, chỉ là sinh tồn 30 phút tại đảo Canon thôi. Anh em nào mà vừa tranh thủ vừa lấy thú ở đây, vừa farm level và vừa làm nhiệm vụ luôn là quá hợp lý luôn anh em à. Bên này cày level rất là nhanh nha. Này anh em nhìn thấy này, bên này toàn là thú ăn thịt không à. Này bị thấy thấy này, đi đâu toàn thấy là thú ăn thịt. Này là gigant của main trong server, nó đem qua đây nó farm level ở đây mà. Nó vừa treo nó vừa farm level. Anh em thấy đấy. Đi đâu anh em cũng thấy là toàn thú ăn thịt bên này. Thánh này nó cho cả Amber nhanh đây, nếu mà anh em may mắn thì nó cho cả Amber đấy. Chắc ở còn tầm 1 phút nữa thì mình xong nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Hôm nay mình hơi bận nên mình lên clip hơi trễ. Ngày mai thì mình sẽ tiếp tục ra clip offline nha anh em. Ngày mai mình sẽ ra clip offline, không biết là PC hay là mobile. Để mình xem thử rồi mình sẽ thông báo với anh em. Này, gần xong nhiệm vụ ngày hôm nay rồi đấy anh em. Còn vài phút nữa. Chưa tới 1 phút nữa là xong rồi. Đứng này chờ tí nữa rồi về thôi. Đặt cái tượng ra này. À, nhiệm vụ ngày hôm nay đã hoàn thành nhanh em à, được 11 Amber. Và đây là ngày thứ 18 của mình thì phải. Đây gọi là đúng không? Đúng rồi, ngày thứ 18 nhanh em. Chúc anh em may mắn với nhiệm vụ ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký cho mình. Cảm ơn tất cả các anh em.